Ờ, cô chú coi nè. Trời ơi, tự nhiên tối cái bà đòi lôi đồ bà ba ra bắp mặt. Giờ nó là giờ nó làm Frozen đó cô chú. Đó. Frozen hát làm sao? Turn away and slap. À không hát, không hát, xin lỗi, xin lỗi. Gì vậy? Cái đâu ạ? Rồi bà Tám này ra đây hát mới đúng nè. Trời ơi tối tự nhiên á. Ờ à, đồ chơi đi, lấy đồ chơi rồi đứng hát, đúng rồi. Gì tự nhiên lấy đồ chơi ngồi đùi tôi. Gì? Đi đâu? Trời ơi, giờ vô đủ vô trong kia. Chị mặc bộ đồ này thì em không ăn burger, em cũng không ăn taco luôn. Chị bán cho em một tô bún nước leo. Ừ. Leo đúng rồi. Ui da, trời ơi, cô đạp chứ mẹ cháy. Thì trời ơi, cháy nè, đạp chân đau ghê luôn. Không, không, em không ăn cái đó. Tại vì bữa nay, để em nói cho chị nghe nè. Bữa nay là chị mặc cái bộ đồ này là chị phải bán cho em một tô bún nước leo. Leo. Ừ, đúng rồi, tô bún nước leo. Ừ, leo là cái đó đó, đúng rồi. Rồi không, cái này là bữa nay em uống nước mía. Chứ em uống cà phê, em uống nước mía. Rồi, rồi, cho bán cho em tô bún nước leo với ly nước mía nghe chị. Ok, vậy còn không, cái mình bán cái đó là mình không có nói tiếng Anh. Mình nói... dạ có liền, nói đi, nói dạ có liền đi. Cái áo này bữa nay lấy ra mặt chật chật rồi cô chú ơi, dài nút vô không nổi luôn. Áo này dài chật nứt rồi. Trời ơi, bả bữa nay bả lôi nè, bả lôi mấy cái đồ mà màu red. Okay. Màu red, nhưng mà con nói đi, bún nước lèo, nói đi, nói đi, bún nước lèo. Red bún nước lèo. Nấu đi. Thôi không nói, không mấy này cho nói này nè, bún mắm. Bún mắm quèo. Không không, không không bún mắm quèo. Bún mắm quèo. Không bán bún mắm quèo. Bún mắm. Bún mắm. Đúng rồi, bún mắm gì cho dễ đi chứ bún mắm quèo gì. That's one. Trời ơi, bữa nay bả lôi áo dài rồi. Cái này không phải trứng. Trời đất ơi, tôi mua cái này, cái nhạc cụ để lắc lắc cho nó mà nó nói này trứng. Đây nè, cái này là con lắc theo nhịp nè. Đây, đàng hoàng nha, đàng hoàng nha. Nha, nói chuyện với mẹ đàng hoàng nghe chay. Nghe chay. Con phải nói làm sao? Nói mẹ ơi, mẹ đừng làm như vậy. Khoanh tay lại xin lỗi mẹ. Đúng rồi. Đó, coi đồ nó đó, coi đồ à, Tết à, mấy cô mấy chú tặng ha. Mà đặc biệt nó thích nhất cái bộ đồ vào cái gì đó, Jingle Bell Jingle All The Way. Nó mặc cái bộ đồ Jingle Bell Jingle All The Way của... Mama, thích này nữa. Không mặc này nữa hả? Dạ. Giờ mặc đồ nào? Mặc bộ Jingle Bell Rồi đi ra lấy đi. Ai nữa, gì á? Em này à, muốn thấy phải không? Rồi đứng im đây mày dở cho thấy. All The Way. Jingle bell, oh what fun. Okay. Trời ơi, cô chú còn mặc bộ Jingle bell chính rồi đâu quay nè. Bữa cái cô kia đi về Việt Nam đúng. Jingle bell, all the way. Đi về Việt Nam đúng mùa Noel, cái cô kia tặng cho bộ đồ, đem qua tới đây mặc luôn. Ông nghe về đi. Đó, đẹp quá. Trời ơi, mặc cái bộ đồ Jingle Bell đâu quay đẹp. Quá đẹp luôn cái Jingle Bell đâu quay ơi. Bà già Noel. Rồi bây giờ bà già Noel bán đồ hả?
mở mở con mắt lên chứ, chứ làm gì thấy không thấy con mắt luôn, vậy làm cái gì mà không thấy con mắt đó, đúng rồi, vậy mới đẹp. À đổ cái nón này vô, đổ cái nón nó vô chay, đổ cái nón này vô. Hồi nãy nó lấy nó đổ cái nón này vô nhìn cũng hợp lắm á, đổi vô. Không muốn đổi này. Không muốn đổi nào. Đổi nào? Đổi này hả? Thôi cô đổi này luôn nè, cô đổi đây vô cũng đẹp đó nè, đổi vô đi. Đổi. Ok vậy thôi đổi này đi, ưng đổi chi đổi. Thôi ra, thôi ra. Thôi đó, thôi. Baby you can leave it here. À, có ba chay nè, ba chay làm cho Ngọc Ly nhị hoa nghị tây nè. Bây giờ hiện tại là tối rồi đó, đó là Ngọc pha nhiêu đây Ngọc uống nè. Tối nào cũng vậy. Ui chà, đừng có đá đổ ly nè mẹ nha. Nãy giờ để cái ly này là cũng pha hồi 10:20 mà bây giờ 10:45 rồi đó. Bây giờ là 10:45 tối bên Ngọc có tin không? Giờ là mình uống nè. Ấm áp tình người. Ê, ê, coi chừng đổ cái ly nước của mẹ nha, con cứ xà quần xà liễn hoài, mẹ thấy mẹ mệt quá. Ủa, trời ơi, con nó đập trứng kìa, coi được không? Trời, bà đứng bà đập trứng bà bán kìa. Cái dụng cụ mà tôi để cho nó làm âm nhạc rồi, cái nó đem ra, nó đem ra thành đồ để đưa bán hàng luôn. Trời ơi, coi đâu giờ nó quậy kìa. Trời ơi. Không phải quậy mà là con quậy trứng á, ý là mẹ nó con quậy trứng á, quậy lên cho đều. Đúng rồi, quậy, trời ơi. Cái trống như là cái dùi trống nó đem thành cái đồ nấu ăn. Gì vậy trời, đúng là con của YouTuber thiệt chứ. Con của YouTuber mà YouTuber nấu ăn không giỏi. Ừ, quá đẹp luôn, xinh quá. Trời ơi, ai mà đẹp. Oh, you ready for the party. Trời ơi, nó ready for the party. She says she ready for the party, baby. Là nó sẵn sàng cho bữa tiệc tưng bừng rồi đó. Thấy ghê nó không? Are you ready? Trời ơi, có cái mặt ready kìa, cái mặt ready thấy ghê không? Thôi, có cái mặt kìa, cái mặt sẵn sàng để tiệc à. Mốt lớn lên cũng là Nguyễn Thị Tiệc Tùng này chứ không phải giỡn đâu à. Đi ba, đi lúp rồi đi đen rồi đi đúng rồi này kia nọ là. Chú quốc cho mấy cây đi. Cô chú có tưởng tượng nổi tới giờ chay, tới ngày chay lớn lên không cô chú? Tới ngày chay lớn lên, tới đó là tụi mình cũng chắc cỡ là 40 tuổi. Rồi là mình ngồi ở nhà à, cái mình chuẩn bị hả, có con của cô chú rồi, chị có con cô chú tới đó cũng qua lớn rồi à. Cái con cô chú chuẩn bị lấy vợ lấy chồng, trời ơi. Chay lúc đó là chay học đại học đi ra ha, xong rồi cái hả đi bar đi club được chơi ha, rồi có khi là lớn lên xăm mình nữa. Ai biết được, lớn lên cái trời ơi, bờ vai này là ngày là bây giờ ha, chứ mà sau này là cái bờ vai này có chữ. Có chữ là dân chơi Michigan. À, không có cởi áo la, xin lỗi la. Xin lỗi chế. Trời ơi coi nè. Coi có bà già nấu Noel nào mà nấu ăn gì giỏi vậy không? Bà già đang nấu món gì bà già? Món trứng. Bà già nấu cho tôi bún mắm nha. Ok. Bún mắm. Trời ơi cái bún mắm, trời ơi cái chén bún mắm. Nó nghe nè, bún mắm có gì trong đó? Bún mắm có gì trong đó? À bún mắm có trứng trong đó hả? Thôi đất ơi bà già. Bà già hát bản nghe chơi bà già. Thôi không nữa. Trời ơi cái gì mà nấu ăn gì mà bậm trợn vậy? Go so fast. Nó go so fast, ý là nó làm nhanh đó. Nè. Con nói đi con làm nhanh. Con nói đi con quậy nhanh. Đúng rồi. Nó go so fast. Xong. Ơ trời nhiêu tiền á? Hết tiền rồi hả? Dạ. Trời ơi con mặc áo lệch vai kìa. Ai biết tiền con đâu kìa mày kiếm. À. Mày kiếm gì? Thôi con tự kiếm đi. Con tự kiếm mình này gì, tiền con để đâu?
Thằng đứa này nào? Này. Ôi, ôi bà già Noel nè, coi kìa. Hey. Hát bài đi bà già, hát bài đi. Hey, mami. Rồi mẹ nè, trả tiền nè, nhiêu tiền á? Hey. Hey nè, trả tiền nè, con nói đi mẹ trả tiền con. Nó nói đi mẹ trả tiền con. Bao nhiêu tiền, bấm đi. Bấm nút này nhiều. Ông happy người. Ủa happy nè. Đó con nè con. Em bấm nãy lên. Trời ơi trời. Hồi nãy á nó bấm á là cái này nó không kêu, cái xong rồi nó bấm thử cái này có kêu không. Thì nó bấm cái này thì cái này kêu, nó bấm lại cái này. Cái kêu á, cái nó nói cái này lên á, có nghĩa là hả nó thử cái này nè là cái này lên rồi, là có nghĩa là cái này lên. Ừ. Đúng rồi, nóng, đúng rồi. Nó nói cái này mà mở lên là nóng, ý nó nói cái này là cái lò nướng đó. Giỏi ghê chưa, biết cái đó lò nướng luôn đó. Nào giờ mày đâu có chỉ con cái đó lò nướng đó chơi mà sao con tự biết. Cái đó là lò nướng là nóng. Princess Jasmine. Không, cái đó là mơ mi. Cái đó là mơ mi chứ đâu phải Princess. Trời ơi, con đi qua đi lại chắc đổ ly nước của mẹ, chắc mẹ cũng phải uống cho hết quá. Đó, cô chú uống còn nhiêu đây nè, thấy không? Đó, uống vậy xong rồi nửa tiếng đồng hồ nữa là thăng đường được cái gì nữa. Bây giờ ngồi rảnh quá rồi quay nó. Ngồi rảnh quay nó cho cô chú, chứ để mà mai mà bận là không quay không được. Cái đó làm gì? Cái đó là shake it off. Shake it off. Off, shake it off. Shake it off. Không. Không hả? Mami nè, tiền nè. Tiền đâu? À, tiền nè, đúng rồi. Tiền màu blue nè. Ừ. Tiền màu purple nè. Tiền màu blue với tiền màu purple, đúng rồi. Màu green. Tiền màu green, đúng rồi, màu green chứ không phải màu blue, mẹ nói lộn. Trời ơi, con hát bài Jingle Bell coi. Nè, chơi. Cái này là đúng là Jingle Bell luôn này chơi. Mẹ ơi. À, mẹ để xuống. À, để xuống. Mẹ áo này. Ừ. Đây chuyện hát cái chèn nè. Đúng rồi. Chơi nó nè. Jingle bell, jingle bell. Để im. Let it go. Ôi trời, công chúa rớt rồi. Con để hai công chúa đứng đó lần hồi rớt á. Rớt đó, phải cho một cô đứng ở bên đây, một cô đứng bên đây, thấy chưa? Như vậy mới đúng. Còn con á, con leo lên nóc con ngồi. Leo lên nóc ngồi. Ừ, leo lên. Không được leo. Leo không được hả? Thôi để mày lụm cho, để mày lụm cho đi lên. À, để im cho lụm hả? Ok. Ừ, đứng đó đi cho khỏe đi chứ đứng lên cao mệt quá. À, trời, thôi. Ờ, con đứng lên cao hả? Dạ. Mẹ con đứng lên cao. Mẹ con đứng lên cao. Con đứng cao hơn hai cô công chúa luôn. Ôi đất ơi. Ôi ốc ơi. Giỏi dữ rồi ca. Cheese. Trời cheese. Ouch. Ủa cái con gì nó bay bay vậy trời, mũi hay rùi vậy, sao nó vậy? Bữa giờ cứ mở cửa hoài cái con mấy con mũi nó con rùi rùi. Rùi bay vô kìa. So cute. Con nói rùi ơi đi ra. Muốn bắt cửa. Con muốn bắt rùi hả? Trời ơi con rùi nó bay sao con bắt nó được? Trời ơi rùi mà nó muốn bắt rùi. Đâu rùi đâu? Sao bắt được, nó bay đâu có bay, sao bắt được mẹ còn bắt không được ơi con. Nó bắt rồi. Đây nè, nó bay kìa. Bay tuốt kìa kìa. Mà hả? Rùi mà. Rùi mà nó vô trong nhà rồi là mình. Rồi nè, đó nó bay một vòng kìa. Rùi mà nó bay vô nhà rồi là phải canh mở cửa ra cho nó bay ra, chứ còn cửa ở nhà ở bên này là toàn đóng cửa không mọi người, nên là hả nó muốn ra là mình phải mở cho nó ra chứ không mấy là nó bị mắc kẹt. Trời ơi con gái mặc váy mà có leo thì có được không?
đâu. Trời ơi thấy không? Hên. Đâu rồi? Rồi để mẹ đưa cho chay nha, đưa bằng chân nè. Nữa, cái đó là vô tình hay là cố tình? Cái đó là vô tình hay cố tình? Nói trả lời coi, vô tình hay cố tình? Cố tình. Cố tình. Vô tình hay cố tình? Hả? Vô tình hay cố tình? Cố tình. À, đưa cho. Đó là bộ rớt ha, ha. Cố tình hay vô tình? Vô tình. Vô tình phải không? Ouch. Shady, that hurts. Không, mẹ không lụm nữa. Con cố tình con thả chúng cái chân mẹ vào, chân mẹ đau rồi nè, con thả chúng ngay cái gân luôn nè chay. Nhắm này. Không có chơi nữa. Tự lụm đi. Con làm rớt nữa, mày mệt tới như chay không có làm rớt nữa nha. Làm rớt nữa trúng mẹ là mày đau, mày khóc hu hu đó. Không có được làm rớt. Hả? Con hỏi tiếng Việt cho mẹ nghe coi. Mẹ, what color orange? Là sao? What color orange? Là gì? What color orange? Không hiểu, nói tiếng Việt đi nghe biết. Nói tiếng Việt mẹ mới trả lời. Mẹ ơi mẹ. Sao? Mẹ nằm trên bụng mẹ. Con nằm bụng mẹ hả? Dạ. Nhưng mà con nói đó, nói tiếng Việt đúng rồi đó. Thấy chưa? Kêu nó nói tiếng Việt, nó biết tiếng Việt, tiếng Việt con. Trời ơi, mới tắm xong cội đầu. Jingle bell, jingle. À, sao? Ai nè? Ghê quá. Ghê quá. Cái con gì vậy đâu mất tiêu rồi trời ơi. Gì vậy? À. Ghê ghê mẹ con gì? Con ghê ghê hả? À, ghê quá. Trốn mà. Trốn. Con là cái gì? Mẹ I'm a ghost. You are a ghost? Yeah. Trời ơi, nó là con ma. Nó thấy ghê nó không? Con ma mẹ ơi, con ma. Thôi đi. Lâu lâu. Đừng khăn, đừng cứ ma không. Chay, con coi chừng con đổ cái ly nước của mẹ đó chay. Thôi rồi uống hết đi. Mệt quá. Mẹ hết xong. Ồ, vô quanh xong. Nè. Uống chưa mà sao? Ngon không? Dạ. Ngon. Nước rồi, nó phải nước chưa? À, nước này nước bình thường chứ đâu có đấy đâu. Ừ. Ừ, nước lạnh mà. Mà thơm mùi hoa thôi. Đúng không? Được ra. Thơm mùi hoa. Thơm mùi hoa để chi đây? Để đâu? Nó là con chay là nó khó ăn khó uống, là mình uống nước này được rồi cô chú. Tại vì nước này như nước lạnh vậy đó. Thơm mùi hoa thôi. Để yêu con mẹ ơi. Đã dừng rồi. Đi cơ mami. Cảm ơn. Coi nè, uống cho tới đây nè, mà cái chất của hoa nó còn chưa ra hết nữa nè. Bây giờ nếu mà đổ thêm một ly nước nữa là cao tới đây, để thêm 20 phút nữa nó vẫn ra màu tiếp tục. Còn Ngọc thì Ngọc uống tới đây là Ngọc no rồi. Em ăn đi đâu? Đó, giờ mà vẫn còn uống được nữa nè, nếu mà ai muốn uống nước nè.